Biết ơn thầy Phạm Thành Long. Thầy ơi, em là Phạm Xuân Trịnh đây. Em vô cùng cảm ơn thầy. 2 năm trước trong chương trình Lập Trình Vận Mệnh, thầy đã giúp vợ chồng em tìm ra được sứ mệnh của cuộc đời mình. Đó là trao đi giá trị cho tất cả những khách hàng, tất cả những người đang theo dõi mình. Và thực sự 2 năm vừa qua, em đã cống hiến kiến thức của mình, đã cho đi được giá trị của mình cho khoảng 2 triệu người khách hàng của mình. Đây là một điều vô cùng tuyệt vời. Nhân ngày 20 tháng 11, em kính chúc thầy luôn luôn là mạnh khỏe, mọi sự tốt lành và tạo ra được nhiều thế hệ những con người tuyệt vời hơn nữa. Bản đồ sứ mệnh em luôn treo nó ở trên tường và ngắm nhìn thường xuyên. Biết ơn thầy thật nhiều, người thầy vĩ đại của em. Học trò Phạm Xuân Trịnh.